Xin chào tất cả anh em nhá. Lại là chẩm chéo anh em ạ. Ơi, phương phức. Mùi hạt rồi hạt mới khén. À, chẩm chéo quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh em nào cần chẩm chéo thì alo luôn anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn chẩm chéo. Chớm các loại chớm, chớm cả thế giới. Ơi, chẩm chéo quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh em nào cần chẩm chéo thì cứ alo lên cho anh để cho anh gửi cho số điện thoại cho anh để ở màn hình ấy anh em ạ. Là gọi ra có số Zalo đấy. Là ok luôn. Chẩm chéo quá là tuyệt vời. Chớm các loại chớm, chớm rau củ quả, chớm măng. Đấy, cái này thì mà để mà chớm mà thịt gà luộc thì thịt ngan, thịt vịt thì quá ok luôn. Đấy, có hạt rổi, hạt mắc khén, lá chanh, tỏi, ớt, súp mì. Đấy, ok luôn. Đây, chuối hột rừng anh em ạ. Đấy, chuối hột rừng để ngâm rượu. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy. Cái này là về nhà thì mình rửa qua rượu đi một lần là thế là ngâm thôi. Cái này mình là thường thường mình ngâm 5 lít là ok. Đấy, nhưng mà mình thì mình kiểu ngâm rượu vào nhiều kiểu nó để nó loãng ăn uống nó dễ hơn. Ơi, hạt mắc khén anh em ạ. Ơi, hạt mắc khén chuẩn chưa? Mỗi một lọ này chú anh chỉ bán 50.000 thôi anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, hạt mắc khén. Ơi, hạt dổi. Ơi anh em ạ, hạt dổi đây này. Đấy, mỗi một gói này là một lạng. Đấy, bán ra mỗi 100.000 thôi này. Quá là rẻ luôn này này. Đấy. Lúa tre già anh em này. Đấy, kiểu tách tách hàng già. Đấy, ở trên mình thì kiểu vì tre ở trên mình nó quá rất là nhiều luôn, toàn là tre già, không bao giờ kiểu bót ra tre non, toàn là dùng tre già. Đây. Hạt chuối hột rừng, hạt chuối cô lơn đây này anh em này. Đấy. Cái này để ngâm rượu. Chứa được sỏi thật à. Đấy, ok. Ơi, táo mèo ngâm rượu. Quá là ok này, táo mèo này này. Bà kích cái này anh em này. Bà kích khô đây này. Đấy, ngâm rượu. Đây này. Một người khỏe, hai người vui đây này. Ok chưa? Đây, cà dê đeo. Đấy, đun nước uống để mát gan. Đấy, chứa được ung thư anh em ạ. Uống cái này, bây giờ chú anh toàn uống nước này này. Mình suốt ngày kiểu mình uống rượu ấy, để nó mát gan. Ơi, nước thần thánh. Anh em ạ, đến mùa ăn cá gỏi rồi đây này. Nước thần thánh như này. Đấy. Anh em nào cần nước thần thánh thì cứ alo. Đây này. Mật ong chuẩn bị gửi đây này anh em này này. Đấy, mật ong này này. Đấy, mật ong rừng. Bây giờ đến mùa nhà hoa nhãn thì mật ong quá là ok luôn, chuẩn chỉ luôn. Ok. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em. Xin chào tất cả anh em nhá. Rau rau cỏ mới anh em ạ. Anh Đức hôm nay chẳng có gì, nắng nóng không đi làm được. Hôm nay thứ bảy lên với anh Đức làm con vịt, làm tiết canh anh em ạ. Anh em ăn tối với nhau tí, đâu rồi. Suốt ngày anh đi làm. Hôm nay thứ bảy, hôm nay chủ nhật đúng không nhỉ? Hôm nay chủ nhật rồi. Đấy, hôm nay chủ nhật được nghỉ. Anh em ngồi với nhau làm một cốc. Đấy, rau cỏ cái này làm mà canh nước của con vịt. Rồi đấy, món này khá là ok đấy, rau này. Rau mèo. Cải mèo. Cho cả cái rau. Rau trên kia chứ phải là rau gì? Rau dền à? Ngon lắm. Nước nó đỏ đen luôn đúng không? Cái này hoa gì mà rơi xuống này này. Này, cái này cái gì này này. Cảm giác sợ nó ngứa ấy. Lúc đầu bọn cũng tưởng là con sâu. Ừ. Hóa ra là không phải. Cái
cạnh nó như thế, tỉ như thế này. Dầu, dầu à, này, cái này mà làm canh thì quá ngon luôn đúng không? Rau dền ăn cái này chắc là nó nguội người ác ấy. Rồi ok, đủ rau cỏ. Chua này là chín lên này. Đâu? Cái kia, hai quả. Cái kia. Ừ. Chín cái kia. Mẹ có mất quả. Để đào tiên. Đào tiên à? Toàn giòi hết thế này. Quả nắng quả quả giòi thế này. Ngứa lắm. Rồi. Chua. Không ngọt. À, mất tay trái chuyển đấy qua. Già mấy tháng này dù anh Đức béo ngậy. Con này được tầm 8 tháng rồi em ạ. Con này già đấy nhỉ. Từ nuôi chuồng thiên rồi đúng không? Bắt từ đợt sửa bác. Thử nó là một con này, con vịt này kiểu mình từ nuôi đâu ngày nó càng nhỏ xuống rồi mà phải giống như kiểu con gan càng nuôi càng gầy mà ờ càng gầy càng nhỏ vào thế mới gọi chú anh lên ngay chứ không là nó gầy mất đấy gầy lắm rồi đấy gầy lắm rồi ơi hai bát cái cành đông cứng anh em ạ tuyệt vời luôn nó nhầm thấy là nín nơi này sẽ không sai chứ đâu mà cái gì hà ba gì hà cái hình đấy nhìn vi a xin vi a nè ải mới còn lưỡi ải mới còn sóng là một mẻ tiết canh siêu ngon. Thank you.
Tiếp đi em xin đấy. Ăn cơm ăn ở ngoài nó mát. Hôm nay uống rượu hay uống bia cho anh? Tôi không uống gì đâu, hôm nay cay 3-4 ngày rồi. Anh vừa mới mua một cái bình nước mới đấy, nước lọc ấy. Tí khiết. Không uống được, uống căng quá, say 2-3 ngày rồi. Anh em mình một tháng rồi không gặp nhau, chẳng lẽ không được một tí men nào? Uống rượu thôi người điểm. Mỗi người cốc rồi thôi. Mỗi người một cốc rồi gì? Người cốc. Cắt cái này. Đi mua sắm mừng. Cái mừng này, cái mừng sách tiêu. Cam mới là bà hát chúng mới, cô chào cho anh mới mừng thanh này. Mới chẳng khó con chứ nè. Đầu máy mới nói. Bà sát ai được. Nông cái hàng ấy phó. Cái canh hôm nay có đông cho anh? Đông cứng. Cái canh bản thế này không mà lông không đông cứng thì nó phí chứ anh ạ. Lâu lắm không gặp thì nó không cứng không được ấy. Anh ấy. Phải cứng. Nó phải cứng. Không cứng thì nó không ngơi. Đúng không? Nghĩ là giá và tập chéo ấy, không biết ạ. Nó mới ngợi đúng không? Ngợi đúng không? Ngợi thì nó mới ngợi chứ, không ngợi thì làm gì nó ngợi được đúng không? Dạo này chú có hay gặp con khỉ đỡ bản không? Làm buôn làm ăn to lắm. Dạo này con khỉ đỡ bản làm ăn to à? Làm ăn to lắm, toàn là cây xoan hết. Cây thông nó không làm nữa. Chơi bài Xoan ơi anh mất em rồi à? Đấy, chơi Xoan, Xoan ơi anh mất em rồi. Càng Tây cũng đi mà. Anh em làm ăn to lắm, không biết anh em mình rồi. Anh quá à. Anh em mình ở nhà chỉ ăn vịt thôi, vịt bản thôi. Nó toàn ăn vịt Tây ý. Càng lắm, to. Rồi ok đấy anh ạ, mang xuống được rồi đấy. Mang xuống bớt thịt ra rồi chỉ cho rau cỏ và là anh em mình chém thôi đúng không? Tạm 10 cốc rượu tiểu đi đúng không? Con này nó hơi già ấy. À già nó ngon. Phải om một tí. Không, già nó ngon. Đây để ra nhá, thịt canh đông cứng. Ồ, nổ ra hết trứng ấy nhỉ? Trứng nổ hết rồi. Như nó rơi ra sao ấy. Đấy, anh em mình ăn vịt bản là chỉ có cân cứ 8 thôi đúng không? Đây già sắp có thịt ăn rồi cứ cười thôi. Đúng không anh Uống nhỉ? Không có ăn mình cũng vẫn cười mà. Cười ha ha thôi. Anh em mình ở cái đội là đội vui tươi. Nhà chẳng có gì ngoài rau cho anh ạ. Nay tiếp cho anh rau chỉ có rau cỏ thôi. Toàn rau sạch mà anh ấy uống. Hôm qua anh vừa phun đấy. Đi cất đi cất đi. Quay xong rồi đi. Cường thăm đây cô giáo ơi. Ừ.
chứ giá gấp phuẩn luôn chứ đấy. Mò mới chắc là giờ phí. Lên kiểm chừng 1 đi. Tháng 4 rồi đấy, anh quá. Không phải tháng 12 như kiểu anh em đi kiếm tháng 1, tháng 12 anh em kiếm một buổi hơn triệu. Mù vào ác ấy. Sắp đến mùa mùa năm nay hoa ác. Xuống hôm nay nhưng mà kiểu sợ kiểu hôm năm nay không mưa ấy. Đúng quá. Sắp đến là mùa về soi con dê. Mùa sắp đến mùa ấy mà. Hỏi mùa về mùa ấy mùa mấy nút đi. Con dế anh cũng thấy ổn nhiều lắm. Con dế thì đến không phải tay thằng khác nữa rồi. Anh em mình rồi. Cầm tay của anh em mình. Năm nay anh em làm lấy nhiều về. Anh em cho tủ lạnh ấy, anh em ăn dần. Ăn chống đói. Ăn quanh năm luôn đấy anh ạ. Qua hôm kia anh em uống rượu với con chỉ đào bà 3 ngày à? 3 ngày. Chẳng sợ gì đâu đúng không? Riêng hôm nay con chỉ đào bà là tiếp anh em mình 3 ngày. 3 ngày. Ngày thứ tư là tánh phán xiên lên rồi. Hôm qua anh đưa vợ đi khám và gặp con chỉ đào bà ở ngoài kia mà, ngoài thành phố mà. Gặp đi thăm vợ. Thấy mua quả dưa xong ít đồ ăn ở với vợ con hay sao ấy. Chắc vợ con chỉ ăn dưa đúng không? Gà nhà nhiều mà. Con nào mà kêu lên mổ ngay. Sao hôm nay chú lên mà chả thấy mang dao mèo gì nhỉ? Rồi, dao mèo bây giờ cướp hết rồi. Chín rồi cho anh ạ. Chín thì ăn thôi. Anh em mình là chín thì cắt cơn thôi đúng không? Mẹ tí kia ra tí ấy. Ý, quá ngợi luôn. Vịt bản. Ngon đấy anh Đức ạ, anh Ủa ạ. Ok đúng không? Anh đi cồn á. Cho ít cồn đi nhỉ, hay là rượu màu đi. Chắc bố mày mang rượu màu lên rồi. Chú anh vừa lấy bảo bên, bảo bố mua cả, lấy cồn lên. Đâu cứ không? Ấy, ok rồi đây này. Ơi, nghe mạng, mật. Thử bánh mì, mời tất cả anh em nhá. Đây, bát chẩm chéo gan của anh Đức đây. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, mời tất cả anh em thử muối mì, lan chờ rượu anh em ạ. Chẩm chéo quá tuyệt vời luôn. Anh ngồi nhỉ. Đó bó màu lúa lín na vậy em cứ bây giờ nó hạ sẵn là càng nghèo. Mì đợi. Mì cái đá cái đuống. Mai kia làm một chân xe. Tần thống em á, em kẹo thì khối vào sao không gì ạ? Giao dịch mới được. Giao dịch mới được. Tài tắt mới được. Lùa nắp lùa. Mình hiền. Mình hiền. Mình làm, mình hình. Mình hình là một xung. Phụ nghe thảo có mấy tuần như là. Đùa chứ trả ngươi nợ bất lo. Em thì ăn sủ đó. Em ăn sủ đó. Thái mình sủ Việc con mẹ thì dùng người đúng không? Sống ngoài ngươi bên em ấy. Ai uống rau dịch với ai qua cuối hơi sức chứa đấy mà khai nhà văn hóa ở này nè. Ăn trước này nè. Cái gì chứ mà ăn thế này nhá. Mời tất cả anh em nhá. Anh em nhá. Lên bố ơi, nóng uống bia vào nóng là uống bia vào trước. Này chú anh lên thăm mổ con vịt còi quá. Ngon ngon vịt mà nhưng mà vịt bản nó ngon. Ngon mà tươi lắm. Chú vào đây cùng bát tiết canh ấy cho anh nhỉ. Tật ruộng. Ruột luôn. Thôi ăn đi bố ơi. Thôi mời tất cả anh em nhá. Ôi canh nóng sướng lắm. Canh su su ấy. Su su các loại tổng hợp mà anh Đức. Đây cho chẩm chéo gan. Ôi là ăn ngon. Ăn ít xong tí nữa ăn. Quá là tuyệt vời luôn. Cả miếng măng. Bố chạy đi lấy bánh cuốn.
Thì cô ảo bông là ví ngân là cô bảo mai rồi. Kết. Ui, không chứng minh ngân cái đấy. Chứng minh ngân cái đấy đâu. Nợ ơi nha. Nợ lại cái đấy. Rồi ăn đi, rồi tính toán sau. Ăn trước. Ồ, đây anh Ngô ạ. Bùi ngon lắm. Ngon đi nhỉ. Hiện ăn đi, tí nữa rồi. Ngon ngon nha. Ngon nó giả con củ con này. Hai kia giả. Ăn trước. Ăn trước. Anh Ngô nhỉ. Nào, 6:30 có tiền là bố. Lo gì? Áo lấy khẩu bốc, nhờ khẩu ra em rồi. 6:30 là bố con mình lại có tiền đây mà lo gì? Đầu tiên rồi 6:30 nhanh lắm. Nhìn biết lót là trúng sám tố đấy đấy. Chứ người kia là trúng cá hốc tố đấy. Sám tố này hả chứ. Trúng dần đấy bác. Ăn đi con, cho canh vào nhá. Ăn đây đây bố, cho canh. Ăn đây uống mà bố đâu. Tí mang kia ra đây. Để cho ông ăn canh đấy đấy. Đâu rồi, canh đi, đông cứng. Đông léo thế nha. Đông cứng mà kiểu đánh thì đau quá ấy. Được rồi. Đánh thì đau quá nó thành nước ra. Đấy, đông cứng mà chuẩn không? Ngon thế nhỉ. Đấy, cái canh ngan. Cái canh bịt lánh như thế này là chuẩn rồi. Mời nhá, mời cả nhà nhá. Nhà anh có nhé. Quá ok. Bịt bản đông cứng, chuẩn không? Ai sao hả? Ăn để dễ xàm hả luôn nó. Thế này kín bản. Ngọt, đúng không? Ngọt, có ngọt mới mùa đúng không bố? Ôi, mời tất cả anh em nhá, bịt trời anh em ạ. Nó to hay nào. Cái chéo của tắm khí. Wow. Rồi nha, gia vị của nó ngon lắm. Phải hám rượu à. Cốc của mình anh Đức. Ôi, bây giờ bia thế thì bôi. Chí uống sau đi. Bia nằn đấy. Ăn 3 mít cốc ba. Đó đi, địch cho ba đi, bôi. Cay quá chú anh à, ớt chú anh mang lên cay quá. Thế thì anh ơi. Ớt cay nó ngon chứ. Con này ghé ăn đi. Ăn đi con. Cho cay vào cho ngon. Hàng Quốc rồi cay lắm. Không, hàng nhảy mà. Hàng nhảy ở chỗ Trường Mai chỗ bà béo ấy. Ôi giời, rượu đến cửa đấy, rượu nhóm chuối đấy. Rồi mời tất cả anh em nhá, rượu màu của bố. Rượu mày mà ông. Sắc ông, ô sắc ông. Sắc ông Nguyên mang lên cho ông nhỉ. Sắc ông cho ông. Mai kia con mang lên cho. Có rồi. Họ mang về cho rồi. Xịn luôn đấy bố ạ. Sắc ông xịn luôn đấy. Dừng luôn đấy, nguyên bản luôn đấy. Hơi ngon. Đúng không? Cái nào chú? Có phải sắc ông ấy. Được không? Cái nào là? Cái này được đấy. Làm đỏ luôn. Vào phết đấy chứ đùa. Thôi anh chỉ hớp tí thôi. Vào phết đấy chuẩn ác. Giá ở mình cái đó đẹp. Đây nè, đeo chuế này. Nhiều ngon đấy. Ăn này ở bầy được còn nữa. Ở bầy đấy, ý đi. Cho cây mà đi con, cho cây mà ra. Nghĩa là chú Bình nó ngâm cái cây gì mà nó... Giá máy khâu nên máy khâu rượu máy khâu chú Bình này của bà này này sĩ phát hà phút đấy của anh Thịnh nó bảo thế mà anh Phương nó mới đi tổng Phương ăn đi con rồi ăn đi anh ơi bịt bản ngon lắm chấm chẩm chéo cay xương luôn ăn cay thế này kiểu một tuần anh em đang ngồi với nhau thế này nó vẫn nhớ nhau bố nhỉ. Ăn một miếng nhớ nhau cả đời. Ừ đấy, ăn ngon mà. Ngon, đúng ạ. Không ấy mà. Ngồi, ngồi. Nào, tí đưa bát cái canh cho ông nè. Một đỏ đấy xem nào. Ngon lắm. Đang thèm. Gia vị nó mặn đó. Ừ, đấy. Úi ơi, ôi, đưa. Thế ngọt. Cứ xuống đây thì cứ bắt ăn cơm, bắt ăn cơm nha. Nó kém mà, 50 rồi. Trực tiếp luôn nhá. Xuống. Hút một nước nó vào bố ạ. Ăn đến mát. Cái này nó có cay đâu. Anh em mình cho cái này vào nó cay. Anh quá. Đấy. Ngợi chưa? Điện thoại của cô Bảo Man. Bảo á. Ừ. Đi với chị Bảo Vũ. Ê, anh
lâu lắm. Thôi rượu sắp ông của ông vào. Của mà tốt càng không đang. Được cái rượu này được đấy. Ông mang nhưng mà ông ấy mang về ít ác. Thì chỉ là thất thủ đá mới đi mua nó. Mát. Thì nó không mà đứt bóng. Bỏ đây không yên. Bôi. Không biết thổi sẽ đó túi bóng sao. Còn lá sẽ còn ăn. Một quang nên vũ lên quán là đó chiến đó. Thế cũng không có khẩu cơ đâu. Sao mưa nên tắt máy mát quá. Oh, this is my first thing I don't want to.